Ủa, em làm dâu á mà sao em đứng đó không rót nước thì các chị hai về cưng? Dạ em xin lỗi chị, em mời chị vô ghế ngồi. Dâu con gì bước vô nhà bận cáo đầm chặt tôi là tôi thấy không vui rồi. Dạ em mời chị vô ghế. Rót miếng nước uống coi, từ ngày làm dâu nhà thằng Thượng với thằng Thuần phải không? Hai thằng đó tôi nói cưng vợ quá, ghét mấy con vợ lộng quá chị lộng à. Em là cô giáo mầm non phải không? Dạ. Sao em để con chị, con của em đánh con chị tan nát ở ngoài đường vậy? Hả? Dạ. Con chị mà nó là con vàng con ngọc mà chị là làm giám đốc công ty, mà con chị là con trai, nó 3 tuổi à mà nó nặng có 30 kg à. Mà con em nó nghĩ sao? Con gái mà có 13, 14 kg nuôi cái gì kỳ cục, đánh con chị té sắp ngửa luôn là sao? Hả Linh? Đằng này là bé chơi chung với nhau, có thể là anh em không hợp nên là dành đồ chơi hay gì đó là các bé tự động đánh nhau thôi. Con chị không có dành. Trời ơi, con chị giáo dục kỹ lắm, con chị không có dành. Nó chỉ có giật cái đồ chơi thôi. Nó chỉ có giật cái đồ chơi thôi. Nó chỉ có giật cái đồ chơi thôi chứ không có dành. Ví dụ dành là có dành qua dành lại, là cái này của tôi, cái này của bạn, cái này của tôi, cái này của bạn. Còn con chị nó không có dành. Con chị nó tới thẳng đồ chơi của con em, nó giật lại. Vậy mà nỡ lần nào con em phải đẩy con chị té xuống, thằng nhỏ giật mở con chị. Dạ. Cái gì vậy? Trời ơi, dạ cậu. Bét cậu về không chào cậu có. Dạ cậu ba. Bét đầu rồi. Trời đất ơi. Dạ, tại sao kỳ vậy? Tại sao để con em lấy đồ trời tét đầu cậu ba đó coi đi. Trời ơi, sưng y với cái ly để đầu. Chị ơi, đất ơi. Sưng gì sưng giả mang tài. Dạ chị ơi, cậu ơi, có hiểu lầm gì không chứ bé nhà em nó mới có 2 tuổi. Nó mới có 18 tháng tuổi em, nó chậu gì trong đầu em. Nó cầm cái ly nó phang cái đầu em, cái cốc mà sưng cục. Trời đất ơi, em là cậu ơi. Nó kỳ em. Cậu ơi, cậu có nhìn lộn con ai không chứ? Con em vừa hiền mà nhỏ con nữa làm sao mà. Em phải nhỏ mà nó tóc cũng ngang ngang bưng bê luôn rồi mà nó nặng trần tàn không? Nó đâu chứ ai. Con chị. Con chị nó con trai mà thích để tóc bưng bê. Thành ra nửa con bé Linh nó dẫn đi nó cắt tóc giống nhau. Cái đứa bé 30kg là con chị. Còn cái đứa 14kg con bé Linh. Nó chở đầu em hả? Chở đầu chứ. Để chị ra chị ra đó. Trời đất ơi. Con gì mà làm quá trời làm đụng cậu vậy con? Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.